biển ký ức mùa trăng, Bảo Ngọc muốn gợi nhớ những thanh âm, hương vị của sự đoàn duyên, của tình tâm giao gắn kết, vẹn tròn, yêu thương. Và giờ phút này, hãy dành những tràng vỗ tay thật lớn, hãy cùng chào đón. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Lê Đức Thuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty. Và xin được trân trọng giới thiệu bà Bùi Thị Thanh Hương, Tổng Giám đốc kiêm trưởng ban dự án Trung Thu. Thay mặt cho ban dự án Trung Thu, chúng tôi xin hứa là sẽ đồng hành và đáp ứng tốt nhất cho các nhà phân phối, các đại lý, các cộng tác viên, và cũng mong rằng tất cả chúng ta lại có một mùa Trung Thu đại thắng. Hình ảnh 6 hộp bánh thuộc bộ sưu tập tinh hoa, và bộ sưu tập tinh hoa là nguồn cảm hứng nghệ thuật, văn hóa dân gian sáng tạo với nhiều hương vị truyền thống mang hơi hướng hiện đại. Bộ sưu tập tinh hoa ra đời với sứ mệnh truyền tải, nâng niu và gìn giữ những tinh hoa truyền thống Việt.